Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam đang thể hiện phong độ ấn tượng tại giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển giành vé vào bán kết, và giờ họ hướng đến mục tiêu cao hơn, top 3 chung cuộc, cùng tấm vé tham dự giải bóng chuyền vô địch thế giới năm 2025. Trước hết, đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt với một thách thức lớn, trận đấu quyết định ngôi đầu bảng E với đối thủ truyền kỳ Thái Lan. Thái Lan đã thống trị bóng chuyền khu vực Đông Nam Á và vươn lên hàng ngũ những đội mạnh thế giới, xếp hạng thế giới 14, chỉ sau Trung Quốc và Nhật Bản. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam, sau chiến thắng trước đội tuyển Úc, đã vươn lên hạng 39 thế giới. Tuy nhiên, lịch sử giao đấu giữa hai đội chưa từng có lợi thế cho Việt Nam, khi họ chưa từng giành chiến thắng trước Thái Lan trong các giải đấu chính thức. Chỉ trong năm 2023, đội tuyển Việt Nam đã đụng độ Thái Lan 3 lần và đều thất bại. Nhưng điều đáng chú ý là các trận đấu này đều diễn ra hấp dẫn và kịch tính. Đội Việt Nam đã không ít lần gây khó khăn cho đối thủ, và họ cần tận dụng lợi thế tâm lý thoải mái sau khi đã giành vé vào bán kết để gây bất ngờ trong trận đấu quyết định với Thái Lan, một đối thủ quá mạnh với dàn sao Chatchuon Thanacha Wiparee.